Chương 326, câm nghiệp. Tôi, cô bé bị ánh mắt Đường Tuấn nhìn vào trong lòng không hiểu sao cảm thấy bối rối một hồi. Yên tâm đi, mẹ cháu sẽ không sao đâu." Đường Tuấn cầm tay cô bé, bàn tay mềm mại, ấm áp giống như một viên ngọc tuyệt đẹp. "Vâng, cháu tin tưởng chú." Gương mặt xinh đẹp của cô bé đỏ ửng một mảng lớn. Ngay chính bản thân cô bé cũng không nói rõ được vì sao lại lựa chọn tin tưởng người đàn ông chỉ mới gặp mặt lần đầu này có thể là do ánh mắt kiên định kia của anh, cũng có thể là do bàn tay to ấm áp có lực của anh. Hừ, vốn dĩ, mẹ của cháu còn có thể chịu đựng thêm được mấy ngày nữa đấy. Bây giờ, để cho thằng nhóc này chữa trị, sợ rằng không sống nổi qua hôm nay đâu. Đợi lát nữa rồi xem cháu hối hận thế nào. Người đàn ông ở bên cạnh cười lạnh nói. Câm miệng, đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông kia ông ta bị đường tuấn nhìn chằm chằm vào giống hệt như bị một bàn tay to vô hình bóp ở cổ họng những lời còn lại cuối cùng cũng không thốt ra được đường tuấn bắt đầu châm cứu cho người phụ nữ kia quần áo của anh chạm vào vết nôn mửa trên người bà ấy vậy mà ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái động tác thuần thục khiến cho trong lòng người đàn ông ở bên cạnh xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành đường tuấn liên tục châm bảy tám châm cho người phụ nữ lúc này mới dừng tay mẹ cháu thế nào rồi Cô bé vội vàng hỏi. Đường Tuấn không có trả lời, chỉ nhìn người phụ nữ. Giả thần giả quỷ, cậu thực sự cho rằng mình là thần y sao, châm bừa mấy cái là có thể chữa bệnh được à? Cậu ta thấy người phụ nữ kia không hề có một chút phản ứng nào, khinh thường nói. Quẹ, cậu ta vừa dứt lời, cơ thể người phụ nữ đang hôn mê đột nhiên run rẩy, miệng mở ra, lập tức nôn ra một đống thứ dơ bẩn. Đường Tuấn không kịp tránh đi, cũng không định tránh đi, những thứ nôn ra kia có hơn phân nửa là nôn thẳng lên trên ống quần của anh một mùi tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn bắt đầu lan tràn ra trong không khí người đàn ông bịt mũi lùi lại vài bước vẻ mặt mang đầy chán ghét lúc người phụ nữ bắt đầu nôn mửa đường tuấn ở bên cạnh bắt đầu xoa bóp trên lưng bà ấy mãi cho đến khi bà ấy không còn nôn ra thứ gì nữa anh mới dừng động tác tay lại ơ ờ, sau khi nôn hết những thứ trong bụng ra không còn một mảnh người phụ nữ mới yếu ớt mở mắt ra dương lộc bà ấy nhìn cô bé theo thào gọi mặc dù giọng nói phát ra có vẻ mệt mỏi nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều về sau chỉ cần chú ý điều trị và chú ý bổ sung dinh dưỡng là có thể từ từ khôi phục lại mẹ cô bé dương lộc nghe vậy cuối cùng cũng cầm không được nước mắt khóc lên thành tiếng hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mẹ ơi mẹ cảm thấy sao rồi dương lộc hỏi mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi Bụng cũng không còn khó chịu như cũ nữa, chỉ cảm thấy hơi đói bụng. Mẹ Dương nói. Trên mặt Dương Lộc lập tức lộ vẻ vui mừng, nói: "Mẹ ơi, đợi lát nữa về nhà con sẽ nấu cho mẹ ăn." Chương 327, mày chết chắc rồi. Cô bé chỉ vào anh nói: "Mẹ ơi, lần này may nhờ có, cô bé đột nhiên phát hiện ra đến bây giờ mình vẫn chưa biết tên của người trước mặt này." "Tôi là Đường Tuấn," anh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Lộc cảm kích nói, là chú Đường Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho mẹ đấy. Cảm ơn cậu, mẹ Dương nói. Lúc này, Đường Tuấn mới đứng dậy nói, bây giờ, cậu có thể thực hiện lời hứa của mình rồi chứ? Người đàn ông nhìn Đường Tuấn bằng vẻ mặt chán ghét, trên người Đường Tuấn còn dính bãi nôn, và người anh đang bốc ra một thứ mùi khó chịu, hứa hẹn cái gì? Anh mau cút ra xa một chút, trên người toàn là cái mùi gì ấy, có khác gì con dẹp bò từ thùng rác ra không? Gớm ghiếc chết đi được, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo nói xem ra ông định thất hứa đúng không người đàn ông kia nghĩa chính ngôn từ nói đúng thế đấy thì sao ai bảo anh ngu ngốc chúng ta chỉ là đánh cược bằng miệng mà thôi không có người chứng kiến cũng chẳng có văn bản thỏa thuận nói ra ai sẽ tin đây tôi còn có thể nói ba người mấy người liên hợp lại đe dọa tôi đấy biết điều thì mau cút đi nếu không thì đừng trách ông đây không khách sáo được, Đường Tuấn nói, vậy thì tôi chỉ đành tự mình ra tay. Nói xong, anh đưa mắt nhìn lên cái bảng hiệu cao khoảng 3 mét ở trên đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người đột ngột từ dưới mặt đất phóng lên, giơ tay chụp một cái, lúc đáp xuống đất, cái bảng hiệu kia đã bị anh chụp vào trong tay. Người đàn ông nọ ngây người ra, cảnh này giống hệt mấy cảnh như trong phim hay chiếu. Nhưng cậu ta rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, nói, thằng danh kia mày bỏ ngay cái bảng hiệu của tao xuống không thì mày chết chắc rồi bảng hiệu này chính là thứ cậu ta dùng để kiếm cơm chú đường tuấn chú đừng kích động cháu thấy hay là bỏ qua đi dù sao mẹ cháu cũng không có việc gì dương lộc dè giặt nói cô bé cũng đã bị bản lĩnh của đường tuấn khuất phục đường tuấn lạnh lùng cười đầu gối nện mạnh một cái lên trên bảng hiệu ngay lập tức chiếc bảng hiệu vỡ tan tành thành bốn năm mảnh văng tung tóe thằng danh con mày dám đập thật đấy à người đàn ông quát ầm lên mày chết chắc rồi cậu ta vừa nói chuyện vừa móc điện thoại từ trong túi ra nhanh chóng ấn một dãy số nói anh họ là em đây có người tới đây đập phá phòng khám của em anh mau tới đây một chuyến đi sau khi cúp máy cậu ta cười lạnh nói thằng danh con mày có biết mày vừa phạm sai lầm lớn rồi không mày dựa vào đâu mà đến chỗ của tao gây chuyện tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là mày chết chắc rồi Mày có biết tao là ai không? Tao chính là em họ của đại ca Hồng Minh đấy. Hồng Minh à?" anh thì thầm, anh nhớ được tên này hình như là một tên đàn em của Trần Bá Phước. Lúc trước, tên này từng có chút xích mích với Đường Tuấn, nhưng sau đó đã học được một bài rồi. Cậu ta nhìn dáng vẻ của anh, càng thêm đắc ý nói, "Hừ. Bây giờ, cho dù mày có muốn cầu xin tao tha thứ thì cũng đã muộn rồi." Hai mẹ con Dương Lộc cũng thay đổi sắc mặt, hai người ở phòng cho thuê gần đây nên cũng có nghe nói tới tên tuổi của Hồng Minh. Dương Lộc vội nói với anh, chú Đường Tuấn, chú mau chạy đi. Chuyện này đều tại cháu, tuyệt đối không thể để liên lụy tới chú được. Đường Tuấn phủi tay nói, không sao đâu, chú thật sự muốn nhìn xem Hồng Minh kia dám làm gì chú. Chương 328, anh họ, có phải anh đánh sai người không? Mẹ con Dương Lộc nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Hai người không ngờ rằng tuy đường Tuấn có y thuật rất giỏi nhưng lại là một thanh niên nông nỗi, không biết tới mặt tối của xã hội. Có điều lúc này, nếu như đã không khuyên được anh, hai người đành phải cùng nhau ở lại chờ với anh, ít ra đợi lát nữa còn có thể nói đỡ thay anh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngoài ngõ vang lên tiếng phanh xe, sau đó mười mấy tên mặc áo ba lỗ, lộ cơ bắp cuồn cuộn. Thanh thế của đám người kia thật lớn, ánh sáng bên trong hẻm nhỏ đột nhiên tối sầm lại. Dẫn đầu đám người kia chính là Hồng Minh, mặc áo sơ mi và đeo kính dâm anh họ cuối cùng anh cũng tới rồi ông chủ của phòng khám thanh xuân lập tức đi lên đón tiếp vẻ mặt nịnh nọt nói với hồng minh hồng minh không thèm tháo kính dâm nói lúc nãy chú nói trong điện thoại là có người đến đập bảng hiệu của chú thằng đó đâu ông chủ phòng khám thanh xuân chỉ vào anh và hai mẹ con dương lộc nói chính là ba người này hồng minh chỉ liếc mắt nhìn sơ một chút bởi vì đang đeo kính dâm cho nên nhìn người cũng không được rõ ràng cho lắm anh ta phất tay nói với đàn em ở đằng sau cho bọn họ một trận coi như là bài học cũng không mở mắt ra nhìn xem chỗ này là đất của ai do ai bảo kê dám đắc tội với hồng minh này muốn chết phải không anh họ lợi hại quá ông chủ phòng khám thanh xuân cung kính nói hồng minh anh chắc chắn muốn động đến tôi lúc này một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng hồng minh Hồng Minh nghe thấy giọng nói này, sợ tới mức cả người run rẩy. Từ sau khi anh ta bị đường Tuấn đánh cho một trận, gần đây mỗi khi anh ta đi ngủ đều thường xuyên gặp phải ác mộng, toàn bộ đều là mơ thấy anh. Anh ta bỏ kính dâm xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy đường Tuấn đang đứng ở cách đó không xa, cả người lập tức run lẩy bẩy. Anh họ, anh sao vậy? Ông chủ phòng khám Thanh Xuân nhìn thấy Hồng Minh như vậy thì không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi. Đại ca, chúng ta có ra tay nữa không? đám đàn em hỏi chát chát hồng minh xoay người sắc mặt hung ác thâm độc lập tức tát mạnh hai cái vào mặt ông chủ phòng khám thanh xuân anh họ có phải anh đánh sai người không chủ phòng khám hỏi đánh sai người hừ người bố mày đánh chính là mày đấy hồng minh giận quá hóa cười lại tát thêm một cái nữa lên mặt chủ phòng khám anh ta vừa đánh vừa chửi mẹ kiếp mày nghĩ mày là ai mà dám đắc tội với anh đường mày muốn chết thì cũng đừng có kéo tao theo hiện tại có thể nói Hồng Minh đang run như cầy sấy, chưa nói đến thế lực sau lưng Đường Tuấn đến ngay đại ca Trần Bá Phước của bọn họ cũng phải sợ, chỉ nguyên thân thủ của Đường Tuấn cũng đủ để Hồng Minh không dám nảy sinh ý muốn chống đối rồi. Vậy mà thằng em họ không sợ chết của anh ta lại hết lần này đến lần khác dám xúc phạm Đường Tuấn. chương 329, đi thôi, tôi đưa hai người về. Đường Tuấn diễu cợt, không phải lúc nãy còn nói muốn đánh tôi một trận sao. Hồng Minh thầm hốt hoảng trong lòng, anh ta nặn ra một nụ cười khó coi rồi nói, anh đừng cứ nói đùa, vừa rồi tôi chỉ đùa chút thôi. Ai dám động vào anh, Hồng Minh tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Đường Tuấn cũng không có ý định gây khó dễ cho Hồng Minh nữa, anh ngồi xổm xuống trước mặt chủ phòng khám nói, bây giờ đã biết sai rồi chứ? Lúc này, chủ phòng khám đã hiểu cái người tên Đường Tuấn trước mặt mình này không phải người mà cậu ta có thể chọc vào, chỉ đành ôm mặt, liên tục gật đầu nói, tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù mong anh dơ cao đánh khẽ tha thứ cho tôi. Đường Tuấn xa sầm mặt mày nói, tôi không nói đến chuyện này. Anh nhặt một mảnh nhỏ của tấm bảng hiệu trên mặt đất rồi nói, cậu là bác sĩ, chỉ bệnh cứu người là việc nên làm chứ không phải dùng mắt cho thấy người ta thấp kém thì có thể tùy tiện chẩn đoán cho họ. Phải biết rằng chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ của cậu có thể khiến bệnh nhân đánh mất mạng sống đấy. Lúc cậu học y chưa có ai nói với cậu như vậy sao? Dạ dạ dạ, tôi đã nhớ kỹ rồi chủ phòng khám luôn miệng nói. Đường Tuấn nói, nếu để tôi biết cậu lại tùy tiện chẩn đoán cho người ta một lần nữa thì phòng khám của cậu không cần mở cửa nữa đâu. Chủ phòng khám cũng có chút tay nghề nên Đường Tuấn không định truy cùng đuổi tận chuyện này. Anh ngẩng đầu nhìn Hồng Minh nói, sau này, để anh giám sát cậu ta, nếu để tôi biết mấy người làm sằng làm bậy thì... Hừ... Hồng Minh cười gượng gật đầu, trong lòng hận không thể lập tức bóp chết tên em họ của mình. Thằng khốn này làm ra chuyện gì thế này, lại còn kéo cả anh ta xuống nước chung đường tuấn đứng dậy lúc này mới nói với mẹ con dương lộc đi thôi tôi đưa hai người về mẹ con dương lộc vốn định từ chối nhưng thấy hồng minh vạm vỡ hung thần ác sát ở đằng sau thì trong lòng có chút sợ hãi lúc này mới vội vàng đồng ý anh đường đi ạ à. hồng minh khom người cung kính nói chờ đường tuấn đi rồi hồng minh lại hung hăng đạp em họ thêm một cước nói mẹ kiếp mày nghe thấy chưa chưa nếu mày lại khám bệnh bậy bệ bạ cho người ta thì tao sẽ là người giết mày trước đấy. Chủ phòng khám vội vàng gật đầu, nhưng vẫn mang vẻ mặt khó chịu nói thầm, anh họ, rốt cuộc anh ta là ai vậy, quan tâm nhiều thứ vậy để làm gì. Em khám cho người ta cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh ta. Hồng Minh chừng mắt liếc em họ một cái, nói, nếu sau này để tao nghe được mấy lời này nữa thì tao sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đường Tuấn là người mà đại ca Trần Bá Phước của chúng ta còn phải đối đãi long trọng, há là người mày có thể đắc tội sao? Chủ phòng khám nghe vậy thì thành thực ngậm miệng lại. Người mà một ông lớn như Trần Bá Phước còn phải đối đãi kính trọng thì chẳng phải muốn giết cậu ta cũng dễ như giết một con kiến thôi sao? Về sau, nhờ vào sự kinh sợ này, chủ phòng khám Thanh Xuân đều rất cẩn thận khi khám bệnh cho người khác, chuyện này cũng trở thành một giai thoại. Gia cảnh của Dương Lộc không tốt lắm, trên đường đưa mẹ con cô quay về, đường Tuấn đã hiểu được sơ sơ. Ba của Dương Lộc mất khi cô còn nhỏ, vì vậy một tay mẹ đã nuôi cô nên người, giờ Dương Lộc đang theo học tại Học viện Thương Mai của Đại học Vinh, năm nay cô học năm 4. chương 330, làm sao vậy? Mẹ con Dương Lộc sống trong một khu nhà cô ở nội thành, những căn nhà này đều hư hỏng rất nghiêm trọng, phần lớn đều thuộc loại mấy căn nhà không an toàn. Người ở nơi này đa số là nông dân và và một số những người xã hội đen. Nhà của Dương Lộc khá đơn giản, bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ đủ để hai mẹ con cô ở, sau khi Dương Lộc chăm sóc mẹ xong, lúc này cô mới nói với Đường Tuấn, anh có muốn tắm qua chút không? Lúc này, Đường Tuấn mới nhận ra trên người mình vẫn còn sót lại mấy vết mẹ Dương đã nôn lên, giờ cũng khô thành mấy vết dính dính trên quần áo rồi, hơn nữa còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi hơi tanh nồng. Đúng là nên rửa qua một chút, nhưng anh không mang theo quần áo ra ngoài. Đường Tuấn cau mày, cảm thấy hơi khó xử. Dường như đoán được suy nghĩ của anh nên Dương Lộc lấy vài bộ quần áo từ phía sau ra nói, đây quần áo của cha tôi khi còn sống, nếu anh không ngại thì có thể mặc tạm trước. Cảm ơn, Đường Tuấn nhận lấy quần áo rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà Dương Lộc, nhà tắm và nhà vệ sinh cùng chung một chỗ. Mười phút sau, Đường Tuấn đã tắm sạch sẽ, dáng người của cha Dương Lộc cũng không khác dáng người của anh là mấy nên quần áo mặc vào khá vừa vặn. Tuy nhìn qua bộ quần áo có hơi cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ. Anh cầm trong tay cái túi đựng đồ đã thay ra. Dương Lộc thấy Đường Tuấn đi ra, nhất là khi đang mặc trên người quần áo của ba cô ngày xưa, dường như cô bắt gặp được hình bóng ba mình năm đó ở trên người Đường Tuấn, trong lòng đột nhiên có một chút cảm xúc khó hiểu. Làm sao vậy? Đường Tuấn sờ mặt mình. Dương Lộc lắc đầu, nói, không có gì, cô đưa tay cầm lấy bộ quần áo thay ra trong tay anh. Để cháu giặt cho chú chú chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu mà cháu lại không có tiền trả công cho chú dù sao cũng phải để cháu làm gì đó cho chú dương lộc nói lúc này đường tuấn mới thả lỏng tay ra đúng rồi mẹ cháu thế nào rồi đường tuấn hỏi tốt hơn nhiều rồi cháu mới đút cho mẹ ăn chút cháo mẹ cháu đang ngủ rồi may mà lần này gặp được chú ọc 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 khi đang nói chuyện thì bụng dương lộc phát ra một âm thanh kỳ lạ Gương mặt xinh đẹp của cô gái không khỏi ửng hồng. Đường Tuấn giống như không hề nghe thấy gì, nói với Dương Lộc, tôi cũng đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Dương Lộc muốn từ chối nhưng lại bị Đường Tuấn kéo đi. Sự ấm áp từ bàn tay dày rộng của anh truyền đến khiến cô không nỡ rút ra. Tuy nhà của Dương Lộc nằm trên một vùng nông thôn hẻo lánh nhưng chỉ cần đi qua hai con phố là đến khu vực náo nhiệt sầm uất bậc nhất thành phố Vinh. Đôi khi ranh giới giữa phồn hoa và rách nát chỉ cách nhau một con phố. Đường Tuấn cứ như vậy kéo Dương Lộc đi vào một nhà hàng được trang trí vô cùng đẹp đẽ xa hoa bên đường, dáng vẻ của Dương Lộc khá rẻ rặt, tuy cô biết cách nhà mình không xa có một nhà hàng nổi tiếng nhưng đến bây giờ cô vẫn không dám mơ mộng xa vời rằng mình có thể đến đây ăn một bữa cơm. Audio điện tử võ tấn bền chương 331 tôi là bạn của Dương Lộc. Hai người đường Tuấn đi vào nhà hàng tên Hoa Ngọc Châu là nơi chiếm diện tích lớn nhất trên con đường này, chỉnh trang giàu có nhất, đương nhiên cũng là nhà hàng có giá mắc nhất. Khi hai người họ đi vào trong, cô gái tiếp khách ở trước cửa và tiếp tân rõ ràng đã khá giật mình. Ai cũng có thể nhìn ra hai người ăn mặc vô cùng bình thường, đặc biệt là bộ đồ đã cố sờn trên người đường Tuấn càng dễ nhìn ra, nhưng do bản chất công việc, bọn họ vẫn đón chào hai người đi vào. Đường Tuấn tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, rồi đưa thực đơn cho Dương Lộc, nói cháu muốn ăn cái gì thì gọi cái đó. Dương Lộc có chút do so dự, nhà hàng này vừa nhìn là biết thuộc dạng vô cùng đắt đỏ, Đường Tuấn chỉ là một bác sĩ, có thể chi trả nổi không? Cô phục vụ đang đợi hai người gọi món ở kế bên nở ra một nụ cười lạnh, nói thưa anh, thức ăn ở chỗ chúng tôi không rẻ đâu. Đường Tuấn nói, vậy thì sao? Đâu phải tôi không có tiền trả. Lúc nãy anh cảm thấy nhà hàng này có chút quen mắt, sau khi đi vào nhìn thấy biểu tượng ở bàn lễ tân, mới nhớ ra nhà hàng này có vẻ như chính một trong số sản nghiệp của Lê Trí Hùng. Trong túi áo anh có cất thẻ hội viên mà Lê Trí Hùng cho anh, có mắc đến đâu cũng không cần dùng tiền. Đương nhiên rồi, cho dù không có thẻ hội viên đó, thì mấy chỗ như này, anh vẫn thừa tiền để trả. Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy, không kìm được nhìn Đường Tuấn bằng con mắt khinh thường. Dương Lộc cũng không dám xem là thật, chỉ gọi mấy món rẻ nhất. Đường Tuấn thấy vậy, tiếp đó lại gọi thêm vài món đặc sắc. Cô nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn, lúc này mới rời đi với vẻ mặt không thân thiện. Bác sĩ Đường tôi ra đường không có đem theo nhiều tiền như vậy dương lộc thấp giọng nói rõ ràng có chút ngại trong túi cô chỉ có mấy triệu bạc nghĩ rằng muốn mời đường tuấn ăn một bữa ngon miệng nhưng bây giờ đến cả số lẻ của bữa ăn này cũng không đủ đường tuấn cười nói không sao bữa ăn này tôi mời cô ôi đây không phải dương lộc sao lúc hai người đang nói chuyện một giọng nói chói tay bỗng nhiên vang lên dương lộc quay đầu vừa hay nhìn thấy một cô gái trẻ mặc trên người toàn đồ hiệu chân đi một đôi giày thủy tinh cao gót, vai đeo chiếc túi sách LV đi vào. Cô gái này nhìn cũng khá xinh đẹp, chỉ là lúc này đang khoác cánh tay của một người trung niên mập mạp, cả người dựa cả vào ông ta, giống như là không có xương sống vậy. Thái Thanh Tú, xương lộc gọi. Thái Thanh Tú cũng giống như cô, là học sinh của học viện thương mại thuộc đại học Vinh, chỉ là mối quan hệ của hai người vốn không tốt đẹp gì. Thái Thanh Tú liếc nhìn Đường Tuấn một cái, thấy trên người anh ăn mặc có vẻ quê mùa nghèo khổ ánh mắt không khỏi lộ rõ sự xem thường cô ta lại dựa sát vào người đàn ông trung niên mập mạp thêm một chút nói đây là ba nuôi của tôi là phó giám đốc của một công ty dương lộc đây là bạn trai cô sao đường tuấn nói chào cô tôi là bạn của dương lộc vốn dĩ dương lộc còn muốn giải thích nhưng lúc này nghe thấy đường tuấn nói như vậy trong lòng không nhịn được có chút thất vọng anh yêu tú như vậy nói không chừng sớm đã cưới vợ xây dựng cơ nghiệp rồi Ba nuôi của Thái Thanh Tú liếc Dương Lộc một cái, đôi mắt tì hí của ông ta lộ rõ sự thèm thuồng. Dương Lộc đẹp hơn con gái nuôi của ông ta mấy phần. Trong lòng không nhịn được xuất hiện chút suy tính. Thái Thanh Tú vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng không khỏi ghen tị. Cô ta là bạn học cùng khóa với Dương Lộc, nhưng dù là thành tích học tập hay là nhan sắc, mọi người đều cho rằng là Dương Lộc ưu tú hơn. Từ lâu, trong lòng cô ta đã luôn thấy khó chịu rồi chương 332 con nói gì ba cũng đồng ý. Ba nuôi, con muốn ngồi ở đây ăn cơm, vừa hay có thể ngắm được cảnh đường phố, ba nói xem có được hay không. Thái thanh tú làm núng, dùng cơ thể ma sát lên người người đàn ông mập mạp. Xương cốt người đàn ông mập mạp cũng mềm đi vài phần, nhanh chóng nói, được được được. Con nói gì ba cũng đồng ý. Ông ta nhìn về phía Dương Lộc và Đường Tuấn, nói, hai người không nghe thấy sao tôi và con gái nuôi của tôi muốn ngồi ở đây ăn cơm, mấy người đổi chỗ khác đi. Nhưng chúng tôi đến trước mà, Dương Lộc có chút tức giận nói. Bình thường, Thái Thanh Tú tranh giành mọi thứ với cô ở trong trường, không ngờ rằng đến cả chỗ ăn cơm cũng muốn giành với cô. Đến trước thì sao, nhìn dáng vẻ của mấy người có trả nổi tiền không, một ly nước trắng ở đây cũng cao hơn tiền lương một tháng của mẹ cô đấy. Thái Thanh Tú châm chọc, Ba nuôi của Thái Thanh Tú cũng cười lạnh nói, cô gái trẻ phải hiểu chuyện một chút. Tôi tốt bụng nói với mấy người thì mấy người nên nghe. Giám đốc của nhà hàng này có hợp tác kinh doanh với tôi, chẳng lẽ muốn tôi gọi anh ta qua, để cho mấy người khó xử sao? Sắc mặt Dương Lộc lập tức có chút khó coi, không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nói với người đàn ông trung niên mập mạp, lời Dương Lộc nói mấy người nghe không hiểu sao mẹ ông không dạy cho ông sao biết cái gì là thứ tự trước sau à? Được, được, người trung niên mập mạp cười lạnh, thịt mỡ trên mặt đều run lên. Ông ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nói, đi gọi giám đốc của mấy người ra đây, cứ nói là Trương Vĩnh Bách tìm. Nhân viên phục vụ nhìn thấy người trung niên mập mạp mang vàng bạc trên người, không phải người bình thường, làm gì dám do dự, nhanh chóng đi tìm giám đốc. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đã quay lại, bên cạnh có thêm một người mặc đồ vest đi theo thì ra là tổng giám đốc trương ghé thăm sao không nói trước với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị trước giám đốc nhà hàng nhìn thấy người đàn ông mập mạp trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nịnh bợ trên mặt trương vĩnh bách lộ ra thần sắc đắc ý ông ta nói chuẩn bị thì không cần đâu tôi và con gái nuôi của tôi chuẩn bị dùng cơm ở bàn ăn này nhưng bây giờ bàn đã có người ngồi rồi anh cảm thấy phải làm sao giám đốc ngây ra một lát sau đó lập tức hiểu ra. Anh ta nói với Đường Tuấn và Dương Lộc, 12 người đổi bàn khác. Bàn này Tổng Giám Đốc Trương đây đã đặt rồi. Tôi sẽ giảm cho hai người 20% trên tổng hóa đơn, có được không? Thái Thanh Tú nói, được giảm giá còn không nhanh chóng đứng dậy. Người ta đồng ý giảm 20% cho cô rồi, đã giảm bớt phí sinh hoạt trong những tháng còn lại rồi. Dương Lộc, nếu không phải là nhờ ba nuôi của tôi, mấy người làm sao có được đãi ngộ này? Đừng kỳ kèo nữa, nhanh chóng đứng dậy cho tôi, tôi đứng tê cả chân rồi. Dương Lộc làm gì gặp qua cảnh tượng thế này bao giờ, cả người lập tức trở nên lo lắng bất an. Cô thấp giọng nói, Đường Tuấn, hay là chúng ta? Chương 333, anh Đường không phải ăn trộm. Giám đốc nhà hàng không ngờ rằng người trẻ tuổi này không nể mặt như vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hai người nhanh chóng đứng dậy đi. Đừng làm lỡ thời gian dùng bữa của tổng giám đốc Trương đến lúc đó các người sẽ phải chịu tội rồi. Đường Tuấn nhìn anh ta, lạnh lùng nói, Lê Trí Hùng dạy mấy người làm kinh doanh như vậy sao? Giám đốc ngây ra, cắn răng nói, anh không cần quan tâm ông chủ của chúng tôi dạy chúng tôi làm kinh doanh như thế nào. Tôi yêu cầu anh lập tức đứng dậy, để cho Tổng Giám đốc Trương ngồi vào bàn này. Đường Tuấn nói, nếu như tôi không làm thì sao? Giám đốc cười lạnh lùng, nói, hừ, nhìn dáng vẻ nghèo đói của mấy người, có trả nổi được tiền không? Cẩn thận tôi gọi bảo vệ đến đuổi mấy người ra ngoài. Ai nói tôi không trả nổi tiền? Đường Tuấn móc ra một tấm thẻ vip đen từ trong túi áo, vứt lên mặt bàn. Giám đốc nhà hàng Hoa Ngọc Châu nhìn thấy tấm thẻ đen vàng đó, ánh mắt hơi giật giật, nói đây, đây là. Ngay đến Trương Vĩnh Bách đứng kế bên Thái Thanh Tú cũng cô cùng hoảng hốt. Ba nuôi, đây là thẻ gì? Thái Thanh Tú lại hỏi với vẻ mặt không biết gì, Trương Vĩnh Bách thở ra một hơi thở nặng nề, lúc này mới cười khổ nói, đây là thẻ hội viên cao cấp nhất của Hoa Ngọc Châu. Nghe nói là lúc đầu, Lê Trí Hùng đặt riêng cho bạn bè người thân, tổng cộng không có quá 5 chiếc. Chỉ cần trên tay có tấm thẻ này, sẽ được miễn phí tất cả hóa đơn ở hệ thống nhà hàng của Lê Trí Hùng. Thái Thanh Tú, a à, lên một tiếng, nói như mất giọng, vậy không phải nói chỉ cần có tấm thẻ này là có thể ăn uống miễn phí ở trong thành phố Vinh rồi sao? Lê Trí Hùng sở hữu gần 20 nhà hàng tiệm ăn ở thành phố Vinh, lời này nói ra không khoa trương tí nào. Trương Vĩnh Bách gật đầu một cách nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy chiếc thẻ VIP đen này. Sự ghen tị trong lòng Thái Thanh Tú càng lớn hơn, như thế nào cũng không tin được cô gái Dương Lộc như chim sẻ trong chuồng lại có thể trở mình. Cô ta bĩu môi, chế diễu nói, nếu chiếc thẻ này quý giá như vậy, làm sao có thể rơi vào tay mấy người? Không phải là trộm đó chứ. Ba nuôi, giám đốc, tôi thấy chúng ta cứ dứt khoát bắt họ lại, đưa đến chỗ của ông chủ Lê, nói không chừng ông chủ Lê còn khen ngợi anh đó. Giám đốc của Hoa Ngọc Châu ban đầu cũng rất kinh ngạc, lúc này nghe thấy lời nói của Thái Thanh Tú, đột nhiên hiểu ra. Cậu nhóc này nhìn cách ăn mặc rách dưới như vậy, cả người nghèo khổ làm sao có tư cách giữ tấm thẻ này, không còn nghi ngờ gì nữa, phải đến tám phần là trộm rồi. Nghĩ thông suốt những điều này, anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói đúng là một tên trộm lại dám trộm đồ trong nhà ông chủ lê xem ra tôi phải bắt anh lại đem đến đồn cảnh sát anh đường không phải ăn trộm anh ấy là người tốt dương lộc nhìn thấy câu chuyện phát triển theo chiều hướng gây bất lợi cho đường tuấn trong lòng gấp gáp mở miệng muốn giải thích cho đường tuấn hơ hơ dương lộc nếu như cô nói anh đường này của cô không phải ăn trộm vậy cô nói chúng tôi biết tấm thẻ này làm sao mà có được đừng nói với tôi là lê trí hùng tặng dáng vẻ đó của anh ta cũng chỉ có cô gái ngốc như cô mới xem anh ta là bảo bối. Thái Thanh Tú không ngừng đắc ý nói. Trong lòng Dương Lộc mù mịt, cô thét lên, tôi không biết. Tôi chỉ biết anh Đường là người tốt, chữa khỏi bệnh cho mẹ của tôi. mươi 334 bằng không thì anh không cần làm việc nữa. Hơ hơ, hóa ra là một bác sĩ quen, vậy thì càng không thể rồi. Thái Thanh Tú nói, có thể được Lê Trí Hùng tặng tấm thẻ này, tất nhiên phải là nhà giàu có quyền quý bậc nhất của thành phố Vinh một bác sĩ có là gì? Anh ta cho rằng mình là tuệ tính tái thế, hay là lê hữu chắc phục sinh? Đủ rồi, đường Tuấn thét lên với Thái Thanh Tú. Sao vậy? Thẹn quá hóa giận rồi sao? Khóe môi của Thái Thanh Tú cong lên, dáng vẻ tràn đầy sự đắc thắng. Đường Tuấn móc điện thoại ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối thành công, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Lê Trí Hùng, alo. Lê Trí Hùng, là tôi đây. Đường Tuấn thản nhiên nói. Lê Trí Hùng hơi giật mình, sau đó vui mừng nói, bác sĩ Đường, sao anh lại có thời gian gọi điện cho tôi thế này? Đường Tuấn nói, tôi đang ăn cơm ở Hoa Ngọc Châu, xảy ra một chút chuyện. Anh nói qua sự việc. Thái Thanh Tú cười lạnh, nói, loại người như anh mà còn quen biết được Lê Trí Hùng, vậy tôi còn nói mình quen biết hết tỷ phú thế giới đó. Trương Vĩnh Bách ôm lấy chiếc eo nhỏ của Thái Thanh Tú, nhẹ nhàng gật đầu, nói, giám đốc Hoàng, tôi thấy hay là kêu người đuổi họ ra ngoài ngay đi. Nếu không chúng tôi cũng không có cả tâm trạng ăn cơm nữa đây. Trong lòng giám đốc Hoàng xuất hiện một chút dự cảm không lành. Bác sĩ Đường, đại khái câu chuyện tôi đã biết rồi. Phiền anh đưa điện thoại cho Hoàng Việt. Lê Trí Hùng nói, Hoàng Việt trong miệng anh chính là giám đốc Hoàng của Hoa Ngọc Châu. Lê Trí Hùng bảo anh nhận điện thoại. Đường Tuấn đưa điện thoại cho Hoàng Việt. Diễn, tiếp tục diễn tôi xem anh còn có thể diễn đến khi nào. Thái Thanh Tú cười lạnh, Dương Lộc, tôi còn tưởng mắt nhìn người của cô cao lắm, không ngờ rằng lại có thể nhìn chúng người như vậy. Hoàng Việt bán tín bán nghi nhận điện thoại, alo. Tôi là Lê Trí Hùng. Giọng nói trầm thấp uy nghiêm của Lê Trí Hùng vang lên từ trong điện thoại. Tim Hoàng Việt đập mạnh một cái, cấp bậc của anh quá thấp, chỉ gặp qua Lê Trí Hùng có vài lần, trong đó có một hai lần là gặp trong buổi họp thường niên của tập đoàn, nhưng giọng nói của lê trí hùng đã được khắc ghi trong đầu anh ta vừa nghe thấy giọng nói là đã nhận ra được ông chủ lê hoàng việt thấp thỏm nói anh còn có mặt mũi gọi tôi hoàng việt anh biết bản thân mình đang làm gì không trong giọng nói của lê trí hùng có sự tức giận khó mà che giấu được đại sư đường đồng ý đi ăn ở hoa ngọc châu là niềm vinh hạnh to lớn người khác cầu xin cũng không được mà tên khốn nạn nhà anh lại dám đuổi đại sư đường tuấn ra ngoài mẹ kiếp đầu óc của anh bị con lừa đá đi rồi hả? Hoàng Việt lặng lẽ nhìn đường Tuấn một cái, người này cũng được xem là đại sư. Lê Trí Hùng hít thật sâu, nói, bây giờ lập tức xin lỗi đại sư đường. Bằng không thì anh không cần làm việc nữa. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi, Hoàng Việt không ngừng gật đầu. mươi 335, hôm nay tôi rất vui. Anh Đường, cảm ơn anh. Đường Tuấn nhận lại điện thoại từ trong tay Hoàng Việt, làm phiền ông chủ Lê rồi lê trí hùng cười nói chuyện nhỏ thôi mà không làm phiền đại sư đường dùng bữa là được rồi đúng rồi không biết ngày mai đại sư đường có rảnh không tôi có chút chuyện muốn phiền anh lê trí hùng vừa mới lấy lại mặt mũi cho đường tuấn đường tuấn đương nhiên không dễ gì từ chối nói có được đến lúc đó tôi sẽ gọi điện nói trước với đại sư nói xong lê trí hùng đã vô cùng mãn nguyện cúp điện thoại giám đốc hoàng bây giờ tôi có thể ăn cơm ở đây chưa Đường Tuấn lúc này mới hỏi Hoàng Việt. Giám đốc Hoàng đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trên chán, nhanh chóng nói, đương nhiên có thể. Đại sư Đường Ngài là bạn của ông chủ Lê, Hoa Ngọc Châu hoan nghênh Ngài đến dùng bữa bất cứ lúc nào. Giám đốc Hoàng, anh đang làm gì đây? Cậu ta chỉ là một bác sĩ thôi mà, từ lúc nào đã trở thành bạn của ông chủ Lê rồi? Trương Vĩnh Bách nói. Thái Thanh Tú cũng bĩu môi, cả mặt không dám tin. Hoàng Việt lại rất nghiêm túc, Nói, phó giám đốc Trương không thể ăn nói bậy bạ được. Mời anh nhanh chóng tìm một chỗ khác để ngồi, đừng có ở đây làm phiền đại sư Đường ăn cơm. Ba nuôi, con muốn ngồi chỗ này." Thái Thanh Tú chu mỏ, làm nũng lần nữa. "Con nhóc này bị điên hả?" Trương Vĩnh bách mắng Thái Thanh Tú một câu. Dù sao thì ông ta cũng làm kinh doanh, quen biết từng trải cao minh hơn Thái Thanh Tú nhiều, nhìn một cái đã thấy lai lịch của người trẻ tuổi này không phải bình thường nếu không thì không thể gọi được lê chí hùng chỉ với một cuộc gọi đáng cười là người phụ nữ tên thái thanh tú này lại có thể không hiểu ra ông ta làm sao có thể không tức giận thái thanh tú và trương vĩnh bách không cam tâm đi lựa chọn chỗ khác để ngồi mà hoàng việt cũng không dám làm phiền hai người một bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc có tấm thẻ đen vàng của lê chí hùng ở đó hai người cũng không cần thanh toán hóa đơn thì đã rời khỏi đó đường tuấn còn đem một phần về bảo dương lộc mang về cho mẹ cô một màn này rơi vào tầm mắt của Thái Thanh Tú đang dùng bữa ở cách đó không xa, lại càng đố kỵ điên cuồng. Hứ, tên nhóc đó chắc là may mắn mới có được chút quan hệ với Lê Trí Hùng. Nhìn dáng vẻ nghèo khổ của anh ta, chắc là đến cả xe hơi cũng không mua nổi. Bà đây bây giờ đã lái được chiếc BMW rồi, dương lộc cô có đẹp cách mấy cũng vô dụng, con mắt nhìn đàn ông của bà đây vẫn chuẩn hơn cô. Thái Thanh Tú thầm nghĩ trong lòng. Trên đường từ Hoa Ngọc Châu trở về nhà Dương Lộc, Đường Tuấn và Dương Lộc đều im lặng. Đường Tuấn thì cảm thấy hai người mới vừa quen biết không lâu nên không có gì để nói, nhưng Dương Lộc lại có tâm trạng phức tạp. Đường Tuấn có y thuật tinh xảo, bây giờ hình như lại có quan hệ tốt với ông chủ lớn như Lê Trí Hùng. Vừa nhìn đã biết là không phải một người bình thường. Khoảng cách chênh lệch của hai người trong lúc vô tình lại lớn hơn không ít. Cô xuất thân nghèo túng nên càng thêm hiểu rõ, có những chênh lệch bẩm sinh giống như một cái hố sâu người bình thường cho dù có cố gắng cả đời cũng không có cách nào vượt qua, hơn nữa với tình trạng trước mắt của cô sẽ chỉ làm liên lụy tới Đường Tuấn, cô không muốn. Rất nhanh đã tới dưới lầu, Đường Tuấn muốn đưa Dương Lộc đi lên nhưng lại bị cô từ chối. "Hôm nay tôi rất vui, anh Đường, cảm ơn anh." Dương Lộc cười nói. Đường Tuấn đưa một mảnh giấy cho Dương Lộc, nói, "Đây là số điện thoại của tôi, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại tìm tôi." Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 336, nếu như có thể quen biết anh ta thì thật là tốt. Anh vốn định đưa cho Dương Lộc ít tiền, nhưng cô gái này lại rất mạnh mẽ, anh sợ mình làm như vậy ngược lại sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô. Dương Lộc nhận lấy, trịnh trọng nắm trong tay. Nếu như bệnh tình của mẹ cô có thay đổi gì thì nhất định phải thông báo cho tôi đầu tiên. Đường Tuấn lại dặn dò lần nữa. Dương Lộc gật đầu, lúc này mới vẫy tay tạm biệt Đường Tuấn, xoay người đi lên lầu vào đến trong nhà nhìn bộ quần áo mà đường tuấn thay ra mắt cô đột nhiên đỏ lên một mình ngồi xổm sau cánh cửa nhỏ giọng bật khóc đường tuấn theo phố lớn đi ra ngoài còn đang suy nghĩ nên quay trở lại nhưng ninh đình trung bỗng nhiên gọi điện thoại tới hình như là có chuyện tìm anh vừa lúc chỗ của ninh đình trung cách chỗ anh cũng không xa cho nên ninh đình trung liền chủ động tới đón đường tuấn ở trạm xe buýt bên lề đường Đường Tuấn còn chưa chờ được ninh đình chung thì một chiếc BMW mini màu đỏ đã dừng lại trước mặt anh, cửa kính xe được hạ xuống, Thái Thanh Thú ló đầu ra cười nói, Chào ôi, đây không phải là đại sư đường của chúng ta sao, ngài không phải là bạn bè của ông chủ Lê sao? Sao lại phải ở chỗ này chờ xe buýt, có cần tôi chở anh đi một đoạn đường hay không? Cô ta nở nụ cười vô cùng đắc ý, chuẩn bị nhìn chuyện cười của đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, cười khẽ nói, không cần đâu, tôi đang đợi người. Thái Thanh Tú cười khẩy nói, chờ ai thế, chờ tài xế xe buýt sao, ha ha. Nể mặt anh là bạn của Dương Lộc, để tôi chờ anh một đoạn đi. Xe tôi lái chính là BMW, giá hơn một tỷ đó, đoán chừng anh cũng chưa từng ngồi qua đúng không? Đường Tuấn dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến loại phụ nữ yêu thích hư vinh này. Ồ, lại còn làm bộ làm tịch, tôi lại cứ ở đây chờ anh đó, đợi xem lát nữa anh thu dọn hậu quả thế nào. Thái Thanh Tú vô cùng ác ý nói, thật vất vả mới có cơ hội nhìn đường Tuấn thất thố, cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thái Thanh Tú đợi chừng 10 phút, xe buýt đến rồi lại đi, nhưng mà đường Tuấn lại không có ý muốn lên xe. Đang lúc Thái Thanh Tú suy nghĩ có nên cười nhạo đường Tuấn vài câu nữa hay không thì một tiếng phanh xe chói tang vang lên đằng sau xe cô ta. Cô ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe Maserati màu bạc vừa lúc dừng ở phía sau cô ta. Trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng, trước đây cô ta đã từng nhìn thấy chiếc xe này, ước chừng khoảng hơn 10 tỷ, ngay cả người bố nuôi kia của cô ta cũng không nỡ bỏ tiền mua. Đây lại là công tử nhà giàu nào thế? Thái Thanh thú thầm nghĩ trong lòng, nói, nếu như có thể quen biết anh ta thì thật là tốt. Chương 337, nhà Âu Dương đã xảy ra chuyện. Ai biết Đường Tuấn lại đi trước cô ta một bước, dưới ánh mắt khiếp sợ của cô ta, cậu ấm kia và Đường Tuấn đã khoác vai nhau dáng vẻ quen thuộc đó tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường. Bàn chân cô ta vừa mới bước ra bỗng nhiên dừng lại giữa không chung, một bụng lời nói đã chuẩn bị ngay cả cơ hội để phát huy cũng không có. Cậu ấm này tất nhiên chính là Ninh Đình Trung. Tìm tôi có chuyện gì? Đường Tuấn hỏi Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung nhíu mày liếc thái thanh tú ở sau lưng Đường Tuấn, nói đó là bạn cậu. Đường Tuấn liếc cô ta một cái, nói không quen biết. Ừm, vậy thì đi thôi, lên xe nói chuyện, Ninh Đình Trung nói. Cho đến khi chiếc Maserati lướt nhanh đi, Thái Thanh Tú mới phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi cuộc đối thoại của Đường Tuấn và Ninh Đình Trung truyền vào trong tai cô ta không sót một chữ. Dáng vẻ tùy ý của Đường Tuấn như hoàn toàn không xem cô ta ra gì khiến hai má cô ta nóng bừng lên. Hóa ra từ đầu tới cuối đều là cô ta làm trò cười, người khác căn bản không thèm coi cô ta ra gì. Lúc này cô ta quay đầu nhìn chiếc xe BMW mà mình vẫn luôn lấy làm tự hào kia, chỉ cảm thấy như đang nhìn một đống rác. Con tiện nhân Dương Lộc kia rốt cuộc là có vận may gì, dựa vào đâu mà chuyện tốt nào cũng rơi vào người cô ta? Thái Thanh Tú gào thét trong lòng. Bên trong chiếc xe Maserati, Đường Tuấn nhìn đồ trang trí sang trọng trong xe, cười nói: "Mua xe lúc nào? Trước kia không phải anh lái Audi sao?" Ninh Đình Trung nói, cha tôi biết tôi đang sống chung với Âu Dương Hồng Phượng, sợ tôi lái chiếc Audi kia mất mặt nên cố ý mua cho tôi chiếc xe này. Buổi sáng mới vừa làm xong thủ tục, cậu chính là người khách đầu tiên, có phải cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Đường Tuấn nói, Âu Dương Hồng Phượng đâu? Theo lý mà nói, cô ấy hẳn phải là vị khách đầu tiên chứ? Ninh Đình Trung bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói cô ấy về nhà rồi. Về nhà, gấp như vậy sao? Đường Tuấn nhíu mày, bệnh của cha cô ấy là Âu Dương Duệ mới vừa trị khỏi, còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đường Tuấn vốn tưởng rằng Âu Dương Hồng Phượng ít nhất sẽ ở thành phố Vinh nghỉ ngơi một hai tháng. Ninh Đình Trung gật đầu rồi nhìn đường Tuấn một cái, thanh âm anh ta có chút trầm trọng, nói, nhà Âu Dương đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, đường Tuấn nói. Ninh Đình Trung nói, những tập đoàn và công ty dưới tên của nhà Âu Dương đều lăn lộn từ trong hắc đạo ra, sau khi Âu Dương Duệ bị thương thì có vẻ như càng bùng nổ mâu thuẫn. Lần này, Âu Dương Hồng Phượng và cha của mình cùng nhau đi khỏi nhà, những người dưới trướng nhà Âu Dương liền không nhịn được, đã bắt nhốt người phụ trách mà Âu Dương Hồng Phượng sắp xếp tại công ty, còn gọi điện cho Âu Dương Hồng Phượng để cô ấy lập tức trở về nhà Âu Dương tiến hành ban giao giao quyền lợi, nếu không sẽ khiến cho nhà Âu Dương đẹp mặt. Đường Tuấn nói, tôi và cô ấy đã hẹn xong, sao cô ấy lại không thông báo cho tôi? Ninh Đình Trung thở dài nói, lúc ấy cậu vừa hay lại đang tỉ thí y thuật cùng quỷ y, cô ấy sợ quấy dày đến cậu, hơn nữa thời gian quá gấp gáp, cô ấy phải vội vàng trở về. Tôi cũng vừa mới biết. Đường Tuấn gật đầu, Âu Dương Hồng Phượng này vẫn coi như là biết lý lẽ. mươi 338, vậy tôi có lộc ăn rồi. Cậu định làm thế nào? Ninh Đình Trung nhìn chằm chằm Đường Tuấn, hỏi. Đường Tuấn trầm tư một lát rồi nói, ngày mai tôi có chút việc, chờ xử lý xong tôi sẽ đi nhà Âu Dương một chuyến. Tôi đã đáp ứng Âu Dương Hồng Phượng, không thể thất hứa. Ninh Đình Trung cũng trầm tư một lát, trầm giọng nói, đưa tôi cùng đi chung đi. Đường Tuấn nhướng mày một cái, nói anh cũng muốn đi. Dám xung đột chính diện với nhà Âu Dương thì khẳng định không phải là người bình thường. Đến lúc đó có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả tôi cũng không thể lo nổi. Làm như vậy có đáng giá không? Ninh Đình Trung không có chút do dự nào, ánh mắt kiên định đáng giá. Được thôi, tôi sẽ dẫn anh theo. Thấy sắc mặt kiên định của Ninh Đình Trung, Đường Tuấn biết rằng anh ta đã hạ quyết tâm rồi. Cho dù anh không đồng ý, Ninh Đình Trung cũng sẽ tự mình đi, đến lúc đó ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Trong lòng anh có chút thổn thức, vốn dĩ anh cảm thấy tình cảm của Ninh Đình Trung với Âu Dương Hồng Phượng chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ anh ta lại si tình tới như vậy. Nhưng loại phụ nữ mạnh mẽ như Âu Dương Hồng Phượng, mập thực sự, lái, được hay sao? Đường Tuấn thầm thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Ninh Đình Trung đưa Đường Tuấn về biệt thự Green Garden, rồi lái xe rời đi. Ngày mai đi Hạ Long rồi, anh phải nói với cha mẹ một tiếng, hơn nữa cũng phải trở về chuẩn bị đồ đạc. Về đến biệt thự, bà Độc và Hoa Tiểu Nam đang ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách. Hoa Tiểu Nam cười nói tự nhiên, lúc cười hai mắt híp thành một đường, vô cùng đáng yêu. Chẳng biết có phải ảo giác không, mà từ lúc Hoa Tiểu Nam vào biệt thự Green Garden ở, Đường Tuấn cảm thấy con người cô ta cởi mở hơn rất nhiều. Điều này rất có lợi với bệnh tình của Hoa Tiểu Nam, nên Đường Tuấn cũng không có ý tìm hiểu sâu hơn. Đường Tuấn thuật lại đơn giản việc ngày mai mình phải đi Hạ Long, rồi ngồi ở phòng khách uống trà mà Hoa Tiểu Nam pha cho anh. Nước trà ngọt thanh, sau khi nuốt xuống vị trà vẫn còn đọng lại trên răng. Trà này được làm từ lá trà do Trần Bá Phước trồng trong biệt thự. Đương nhiên là trà ngon, nhưng cũng không thể không thừa nhận kỹ năng pha trà của Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn không kìm được mở miệng khen cô ta một câu. "Nếu như anh Đường thích, ngày nào em cũng sẽ pha cho anh uống." Hoa Tiểu Nam cúi thấp đầu, gương mặt cô ửng đỏ, xấu hổ nói. Đường Tuấn cười nói, "Vậy tôi có lộc ăn rồi." Đầu Hoa Tiểu Nam càng cúi đầu thấp hơn. "Đường Tuấn, lần này cậu đi Hạ Long phải cẩn thận với nhà họ Âu Dương." Tuy tôi không giao du gì với nhà họ Âu Dương, nhưng cũng biết nhà bọn họ hình như có liên quan gì đó với một môn phái võ thuật. Nếu ngay cả nhà họ Âu Dương cũng nhúng tay vào, chỉ sợ sự việc sẽ không dễ dàng lo liệu đâu." Bà độc vẻ mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu lên nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, "Cha con Âu Dương Duệ, Âu Dương Hồng Phượng, còn có Âu Dương Mạnh đều là cao thủ nội công, trong số những người bình thường, cao thủ nội công đã là vô cùng hiếm gặp." Nhà họ Âu Dương một nhà ba cao thủ, chắc chắn sau lưng có liên hệ với môn phái võ thuật. Chương 339, bệnh của anh, tôi đã biết rồi. Đúng rồi, Đường Tuấn, nếu cậu đã đi Hạ Long, vừa hay tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp. Bà độc trầm ngâm một lúc rồi nói, tộc mèo bọn tôi có một nơi tụ họp ở Hạ Long, phụ trách liên lạc thông tin giữa mọi người. Tôi muốn nghe ngóng tình hình trong tộc mèo gần đây. Đường Tuấn đồng ý, tiếp theo đó bà độc nói địa chỉ nơi tụ họp của tộc mèo cho Đường Tuấn biết. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Đường Tuấn nhận được điện thoại của Lê Trí Hùng. Nửa tiếng sau, một chiếc Mercedes đen đi vào khuôn viên biệt thự Green Garden. Hai người đàn ông trung niên bước xuống xe, một trong số họ chính là Lê Trí Hùng, ông ta đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã như thư sinh thời cổ đại. So với ông ta, người đàn ông trung niên còn lại kém hơn rất nhiều, chiều cao chỉ khoảng 1m60, thấp hơn Lê Trí Hùng khá nhiều, khuôn mặt bình thường, nước da đen nhẻm, khiến người ta cảm thấy ông ta có chút thô tục. Nhưng khí thế của người đàn ông ấy lại không kém hơn Lê Trí Hùng, ông ta đứng ở nơi đó, trưng ra khuôn mặt, không giận tự uy. Ông Lê, ông nói thật sao? Bác sĩ đường thực sự lợi hại như vậy? Người đàn ông mặt đen hỏi. Lê Trí Hùng cười nói, Mao Lương, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, ông còn không hiểu tôi sao? Chuyện không có chứng cứ, sao tôi dám nói bừa. Bác sĩ đường thật sự là một thần y, chỉ châm cứu cho tôi vào cái, tôi đã cảm thấy cơ thể tốt hơn trước rất nhiều. Người đàn ông mặt đen, cũng chính là Mao Lương gật nhẹ đầu, lúc này mới cùng Lê Trí Hùng đi vào trong biệt thự. Trên sân thượng bầy biện bàn trà, đường Tuấn đang mặc một bộ đồ thoải mái ngồi uống trà, hoa tiểu nam ngồi ở trên nệm mềm pha trà. Mà Lê Trí Hùng và Mao Lương đang ngồi đối diện anh. Lê Trí Hùng cười giới thiệu hai người với nhau. Mao Lương thấy đường tuấn trẻ như vậy, hơi nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Người thanh niên trước mắt trông không tới 30 tuổi, y thuật có thể cao minh tới đâu được, sao có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta. Tuy trong lòng không tin, nhưng nể mặt Lê Trí Hùng, Mao Lương không nói hẳn ra miệng. Nhanh lên ông Lê, công ty còn nhiều việc đợi tôi xử lý lắm. Mao Lương nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Trong lòng ông ta cho rằng y thuật của đường Tuấn không ổn, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian ở đây. Lê Chí Hùng nghe vậy, trong lòng lột bục một tiếng, lén liếc mắt nhìn đường Tuấn. Đại sư đường, hôm qua đúng lúc Mao Lương không ở thành phố Vinh, không được chứng kiến y thuật của anh, mong anh đừng trách. Lê Chí Hùng cười giải thích. Mao Lương cười nhạo một tiếng, ông nói, ông Lê, dù gì ông cũng là giám đốc của một công ty được đưa ra thị trường, cung kính với một người trẻ tuổi như vậy, không sợ nhân viên trong công ty chê cười hay sao sắc mắt Lê Trí Hùng có chút không ổn, vừa định mở miệng đã bị Đường Tuấn ngăn lại. chương 340, Đại sư Đường, viên thuốc này có vấn đề gì ư? Mao Lương nghe thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi, nói, làm sao cậu biết? Ngay cả Lê Trí Hùng cũng chỉ biết ông ta bị bệnh, còn triệu chứng cụ thể như thế nào, Lê Trí Hùng cũng không biết. Nhưng người thanh niên trước mắt lại chỉ có hai, ba câu đã nói ra triệu chứng của ông ta, cứ như chính mắt cậu ta nhìn thấy, không lẽ cậu ta có thuật đọc tâm? Đây không phải là thuật đọc tâm, chỉ là suy đoán đơn giản mà thôi." Đường Tuấn nói một cách bình tĩnh. "Vậy bác sĩ Đường, bệnh của tôi có chữa trị được không?" Dù Mao Lương vẫn có chút không tin, nhưng giọng nói đã cung kính hơn rất nhiều. "Chữa được." Đường Tuấn nói. "Thật vậy sao?" Mao Lương nói một cách vui mừng. Nhưng ngay lập tức ông lại lắc đầu, tỏ vẻ không tin, nói: "Anh đừng lừa tôi." Bệnh này của tôi đã đi khám không biết bao nhiêu bác sĩ cả y học cổ truyền cả y học hiện đại rồi. Cũng uống không biết bao nhiêu thuốc, nhưng không hề có dấu hiệu cải thiện. Đường Tuấn vừa muốn nói, đột nhiên sắc mặt Mao Lương trở nên vô cùng dữ tợn, biểu cảm cũng rất đau đớn, cả người không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm như dã thú. Tay ông ta run rẩy móc ra một bình thuốc từ trong túi, đổ một viên thuốc ra định nuốt xuống. Đường Tuấn thấy vậy liền nhanh chóng giật lấy viên thuốc trong tay Mao Lương cậu đang làm gì mau đưa thuốc cho tôi a à, tôi đau sắp chết rồi hai mắt mau lương hẳn lên tia máu ông ta quát lên đường tuấn ngửi viên thuốc trong tay sau đó giơ ra trước mặt mau lương nói nếu như anh muốn tiếp tục đau đớn như vậy thì cứ uống nó đi mau lương nghe vậy giật nảy mình sự sợ hãi bao trùm làm ông ta nhất thời quên đi đau đớn nhưng ông ta lại không dám giơ tay ra lấy thuốc ông ta không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy Lê Chí Hùng vội vàng hỏi, đại sư Đường, viên thuốc này có vấn đề gì ư? Đường Tuấn gật đầu, nói, viên thuốc này đúng là có thể tạm thời làm giảm cơn đau đầu, nhưng chỉ cần uống thuốc, tần suất đau đầu sẽ càng ngày càng tăng. Anh nhìn Mao Lương, nói, vốn dĩ bệnh đau đầu của anh chỉ một ngày đau một lần, nhưng từ khi dùng thuốc này, giờ đã thành một ngày đau hai, ba lần. Sắc mặt Mao Lương đột nhiên trắng bệch, những lời Đường Tuấn nói làm phòng bị của ông ta sụp đổ triệt đề mong bác sĩ đường chữa trị giúp tôi. Mao Lương cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như kim châm, hơi hơi khom người nói với đường Tuấn. Đường Tuấn gật nhẹ đầu, không hề do dự. Trên bàn trà sớm đã chuẩn bị xong một bộ kim châm bạc, anh cầm kim châm lên, nhanh chóng đâm lên trên đầu của Mao Lương. Lê Trí Hùng ở bên cạnh thầm kinh sợ, lúc nãy do đau đớn mà toàn thân Mao Lương đều đang run rẩy, trên đầu có rất nhiều điểm huyệt liên quan đến tính mạng. Lúc nãy nếu như kim châm của đường Tuấn đâm nhầm một vài phân, sợ là Mao Lương sẽ chết ngay lập tức. Nhưng đường Tuấn đến mắt cũng không chấp đã đâm kim xuống. Sự vững tin trong lòng cùng với sự tự tin vào y thuật của bản thân này làm Lê Chí Hùng vừa kính phục vừa sợ hãi không thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 341, sao vậy Mao Lương? Ông ta thấy mặt đường Tuấn vẫn bình tĩnh như vậy, giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ nhoi bình thường. Theo sau từng kim châm đâm xuống của đường Tuấn sự đau khổ trên mặt Mao Lương cũng lập tức giảm đi, đến cuối cùng sắc mặt ông ta đã bình tĩnh trở lại. Quần áo trên người Mao Lương đã bị mồ hôi làm cho ướt đấm, có thể nghĩ ra được lúc nãy ông ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn kịch liệt. Sau khi châm cứu xong, Đường Tuấn nhận chiếc khăn từ trong tay của Hoa Tiểu Nam lau tay, cầm cốc trà hấp một ngụm. Nước trà vẫn còn độ ấm, từ lúc châm cứu cho Mao Lương cho đến khi kết thúc, không tới 5 phút. Mao Lương có chút hư nhược, sau khi nằm trên mặt đất lạnh giá nghỉ ngơi vài phút, được Lê Trí Hùng đỡ lấy, ông ta mới có thể ngồi dậy được. Mao Lương mang sắc mặt kính nể, cảm kích nói với Đường Tuấn cảm ơn bác sĩ Đường nhiều lắm. Vốn dĩ cho dù ông ta có uống thuốc, cũng phải chịu cơn đau hơn mười mấy phút mới có thể giảm dần. Nhưng bây giờ, mấy kim châm do Đường Tuấn đâm xuống, chưa đầy 5 phút, triệu chứng đau đầu đã hoàn toàn biến mất. Ừm, Đường Tuấn nhàn nhạt nói, sau này anh đừng uống loại thuốc này nữa, trong thời gian ngắn triệu chứng đau đầu sẽ không còn tái phát nữa. đợt lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh, anh uống thuốc đúng giờ. trong khoảng một tháng triệu chứng đau đầu sẽ khỏi hoàn toàn. mao lương nói cảm ơn với đường tuấn lần nữa. đúng rồi bác sĩ đường. lúc nãy anh bảo mao lương đừng uống loại thuốc này nữa. không lẽ là loại thuốc này có vấn đề gì à? lê trí hùng nhặt viên thuốc dưới đất lên. thuốc viên có màu trắng, bên ngoài còn có mùi hương nhàn nhạt, nhạt của thuốc. lúc ngửi được còn thấy có chút thơm hoàn toàn không nhìn ra được vấn đề gì. Ma hoàng, Đường Tuấn nói, trong thuốc viên này có trộn lẫn một chút ma hoàng. Nếu như sử dụng nhiều, sẽ có thể phá hoại trung tâm thần kinh của cơ thể người, cuối cùng cả cơ thể hoặc là đau đớn đến chết đi, hoặc là trở thành một người tàn phế không thể tự lo liệu được. Sinh lý không cầm được, đến cả nước bọt cũng không biết lau, còn không bằng một đứa con nít. Mao Lương với Lê Chí Hùng vừa nghe xong, quay sang nhìn nhau, ra đầu cũng cảm thấy tê cứng đặc biệt là mao lương cả người đều trở nên căng cứng trong thuốc của ông ta có thêm ma hoàng đây đúng thật là mưu sát đường tuấn liếc nhìn mao lương nói trước đây chắc anh không có tiền xử bệnh đau đầu chắc là trong nửa năm gần đây mới bắt đầu bị tôi nói có đúng không mao lương mơ màng gật đầu không biết đường tuấn nhắc đến điều này làm gì đường tuấn nói tiếp nửa năm trước có phải anh đã uống thuốc bổ gì đó không mao lương trao mày hồi tưởng một lát sau đó sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch chán không tự giác lăn xuống những giọt mồ hôi lớn. Sao vậy Mao Lương, Lê Trí Hùng đẩy đẩy Mao Lương. Môi của Mao Lương trắng bệch như mất máu, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười khó xem, không sao. Lúc này trạng thái của Mao Lương không hề giống với dáng vẻ như không có gì, chắc chắn là nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng nếu anh ta đã không muốn nói, Lê Trí Hùng với tư cách là bạn cũng không muốn hỏi nhiều. Trường 342 Đồng Tinh là vợ của Mao Lương. Lần này cảm ơn bác sĩ Đường nhiều lắm, nếu sau này bác sĩ Đường có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi." Khuôn mặt Mao Lương dần khôi phục lại nét hồng hào, chỉ có điều xem ra vẫn có chút gì đó mất hồn. Ông ta lấy ra một tấm danh thiếp, đẩy đến trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn một cái, chỉ thấy trên tấm danh thiếp viết vài chữ, người phụ trách của tập đoàn Hoa Vĩ thành phố Vinh Mao Lương, phía dưới có viết một số điện thoại. Tập đoàn Hoa Vĩ, Đường Tuấn nhướng mày, dường như không có ai là không biết về tập đoàn Hoa Vĩ ở tỉnh Khánh Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn chính là người giàu nhất ở tỉnh Khánh Hòa Thẩm Nhất Nam. Tập đoàn Hoa Vĩ này là do một tay Thẩm Nhất Nam sáng lập, đến bây giờ, cho dù là trong cả nước Việt Nam cũng phải là công ty được xếp ở những vị trí đầu. Đúng vậy, Mao Lương nặn ra một nụ cười trên mặt, nói tôi là do chủ tịch thẩm cử đến để phụ trách đại diện nghiệp vụ của thành phố Vinh, cũng là bạn bè lâu năm với ông Lê, sau này chúng ta phải thường xuyên qua lại mới đúng. Đường Tuấn gật đầu, nhưng không xem là thật. Loại người lăn lộn nhiều năm trong chiến trường kinh doanh giống như Mao Lương, những lời mời mọc khách sáo này nói như thật vậy. Tâm tình Mao Lương dường như không tốt, nói chuyện phiếm với Đường Tuấn một chút, sau đó cùng Lê Trí Hùng đem theo thuốc rời đi. Đường Tuấn nhìn tấm danh thiếp trên bàn, trên mặt lộ ra biểu cảm như đang có tâm sự. Trên xe Mercedes, Lê Trí Hùng vừa lái xe vừa nhìn Mao Lương nói mao lương rốt cuộc là có chuyện gì chúng ta là bạn bè lâu năm đến vậy chẳng lẽ còn không thể nói cho nhau nghe sao mao lương thở hắt một hơi trên mặt nở ra nụ cười mệt mỏi nói ông có biết số thuốc đó là ai cho tôi không lê trí hùng không trả lời đợi mao lương nói tiếp là đồng tinh mao lương nói lê trí hùng ngạc nhiên chị dâu đồng tinh là vợ của mao lương hai tay mao lương nắm chặt ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn ông ta nói, ông biết nửa năm trước tôi uống gì không? Là tay gấu, là thẩm duệ cậu chủ thẩm đi Đông Bắc chơi mang về. Mao lương nghiến răng gần ra hai chữ, thẩm duệ dường như ông ta hận không thể nuốt chừng đối phương. Bụp, một cú đấm của Mao lương nện lên kính xe, ông ta lộ ra biểu cảm hung ác, nói thực ra tôi phải sớm nghĩ đến. Danh tiếng của thẩm duệ luôn không tốt, nhưng một năm nay lại thường xuyên đến thành phố Vinh quan sát công việc. Lê Trí Hùng nghe đến đây, trong lòng đã hiểu rõ chân tướng, xem ra là thẩm duệ và vợ của mao lương đã thông đồng với nhau, hai người dự định dùng độc giết chết mao lương. đây đúng thật là phiên bản đời thật của nhân vật phan kim liên trong chuyện thủy hử. ông đừng kích động, cũng có thể là hiểu lầm mà. lê trí hùng khuyên, mao lương cười lạnh, nói hiểu lầm, làm sao có thể là hiểu lầm, bác sĩ đường lúc nãy vừa nói đến, tôi mới nhớ ra mỗi lần thẩm duệ đến quan sát công việc còn đàn bà lăng loàn đồng tinh đều mượn cớ qua đêm bên nhà bạn thân cô ta. Mẹ nó, đáng cười là tôi đây bị cắm sừng bao nhiêu lâu mà vẫn không biết. Mao lương càng nghĩ càng tức, mặt sầm xì lại đến cả gân xanh còn nổi lên, có thể thấy lúc này trong lòng ông ta đang vô cùng tức giận. Vậy ông định xử lý chuyện này thế nào? Thẩm Duệ đó là con trai của Thẩm Nhất Nam, tuy chỉ là đứa nhỏ, nhưng dù sao cũng là con trai của nhà giàu, mà ông còn đang làm việc ở tập đoàn Hoa Vĩ. Lê Chí Hùng nói, Sắc mặt của Mao Lương u ám không thôi, ông ta nói, "Tôi biết, nhưng tức giận này tôi thật sự nuốt không trôi, đúng là chọc tức ông đây, mặc kệ tên đó là con trai nhà giàu gì, quá lắm thì ông đây trở lại làm võ tòng phiên bản hiện đại." Dáng vẻ của Mao Lương vốn đã thuộc loại hung dữ, những lời này nói ra càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Đến cả Lê Chí Hùng cũng âm thầm thở dài, loại chuyện này rơi vào đầu bất cứ người đàn ông nào sẽ đều không thể nhịn được. Chương 343 một đám người thảo luận không kiêng nể gì cả. Sau khi Lê Chí Hùng và Mao Lương rời đi không lâu, Ninh Đình Trung cũng đến. Đường Tuấn vừa gọi điện cho Thẩm Dũng, nói mình sẽ ra ngoài hai ngày. Sau khi châm cứu trong khoảng thời gian gần đây, chứng hàn của Thẩm Ngọc Nhu tạm thời đã được áp chế. Trước mắt, dường như trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có dấu hiệu phát tác. Sau khi dặn dò bà đọc vài câu, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung lên xe. Đường Tuấn phát hiện trên ghế sau xe có đặt một cái túi lớn, căng phồng, có vẻ như chứa rất nhiều đồ. Mập à, chúng ta ra ngoài để làm việc, chứ không phải ra ngoài để đi chơi, anh mang nhiều đồ như vậy để làm gì chứ?" Đường Tuấn hỏi, mặc dù Ninh Đình Trung đã khôi phục lại như bình thường, nhưng Đường Tuấn vẫn quen gọi anh ta là Mập, nghe có vẻ rất thân thiết. Khuôn mặt Ninh Đình Trung hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, anh ta có chút xấu hổ, nói trước đây tôi đã hẹn với Hồng Phượng sẽ đưa cô ấy đi ăn đặc sản của thành phố Vinh, lần này vừa vặn có thể mang tới. Đường Tuấn nghe thấy vậy, im lặng nhìn Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung cười nói, cậu đừng có khuyên tôi, tôi không giống với cậu, từ nhỏ tôi đã không có trí lớn. Nếu như thật sự phải nói, thì theo đuổi Âu Dương Hồng Phượng chính là trí hướng cao xa và lớn lao nhất trong cuộc đời tôi. Lý tưởng ấy mà, vẫn phải có chứ, lỡ như thực hiện được thì sao? không biết vì sao khi đường tuấn nghe thấy những lời này của ninh đình trung trong lòng anh lại cảm thấy có chút xót xa cả đường không nói chuyện thành phố hạ long và thành phố vinh khá gần với nhau lúc gần đến trưa hai người đã đến nội thành của thành phố hạ long họ tìm một quán ăn trưa định ăn no bụng rồi mới đi tìm âu dương hồng phượng ninh đình trung cố gắng gọi điện thoại cho âu dương hồng phượng nhưng điện thoại của cô ta vẫn trong trạng thái tắt máy trên đường đi anh ta đã gọi mười mấy cuộc điện thoại nhưng kết quả vẫn như vậy. Đừng lo, cho dù nhà họ Âu Dương có xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao thì Âu Dương Hồng Phượng cũng là cô chủ lớn nhà họ Âu Dương, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đường Tuấn lên tiếng, Ninh Đình Trung gượng cười, gật gật đầu. Địch mợ, một công ty lớn như tập đoàn Phượng Hoàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cổ phiếu lại có thể rớt giá nhanh đến như vậy. Hai ngày trước, ông đây vừa mua cổ phiếu với giá 175 triệu đồng, bây giờ lại thua lỗ nhiều như vậy. Trong quán ăn, đột nhiên có người lớn tiếng nói. Đúng vậy, ai mà có thể ngờ được chứ, tập đoàn Phượng Hoàng lại có thể xảy ra biến cố lớn như vậy, không chỉ phần lớn các giám đốc cấp cao của công ty bị thanh tẩy, mà ngay cả chủ tịch của công ty Âu Dương Duệ và tổng giám đốc Âu Dương Hồng Phượng cũng bị hạ bệ rồi. Tôi nghe một người bạn của tôi làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng nói rằng, Chủ tịch hiện tại hình như đã được thay thế bởi Tổng Giám Đốc Thị Trường trước đây, cái thằng cha tên là Kha Kiện Hưng gì đấy. Ừ, tôi cũng nghe nói rồi, Kha Kiến Hưng đó nghe nói còn chưa đến 30 tuổi, thật sự không biết làm thế nào mà cậu ta có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng. Có vẻ giới kinh doanh của Hạ Long chúng ta sắp thay đổi rồi. Một đám người thảo luận không kiêng nể gì cả. Đi thôi, chúng ta đến tập đoàn Phượng Hoàng xem thử trước xem. Đường Tuấn đặt bát đũa xuống, đứng lên. Hai người mới ăn không được bao nhiêu cơm, nhưng thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Ninh Đình Trung, đoán chừng cũng không thể ăn nổi nữa. Sau hơn 10 phút, hai người đã đến tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng là công ty do chính tay Âu Dương Duệ thành lập, hoạt động kinh doanh của tập đoàn liên quan để nhiều ngành nghề khác nhau như vận tải, hậu cần, bảo hiểm. Có thể nói, tập đoàn Phượng Hoàng là một trong những mạch máu kinh tế quan trọng nhất ở thành phố Hạ Long, một quyết định của tập đoàn Phượng Hoàng có thể ảnh hưởng đến việc làm của hàng chục nghìn người. Công ty lấy tên có chữ Phượng, có thể thấy rõ sự cưng chiều của Âu Dương Duệ đối với Âu Dương Hồng Phượng chương 344, anh là Kha Kiện Hưng. Tôi muốn gặp chủ tịch của các cô, Đường Tuấn nói với cô Lễ Tân của tập đoàn Phượng Hoàng. Cô Lễ Tân nở một nụ cười tiêu chuẩn, xin hỏi, ngài có lịch hẹn trước không? Đường Tuấn lắc đầu. Cô Lễ Tân thu lại vẻ cười, lạnh lùng nói, vô cùng xin lỗi ngài, nếu ngài không hẹn trước, mời ngài rời khỏi đây. Chủ tịch của chúng tôi bộn bề công việc, không có thời gian tiếp đãi những người nhàn rỗi. Lúc này, Thang máy đột nhiên mở ra, cô lễ tân nhìn thấy người kia, liền nở một nụ cười rạng rỡ chủ tịch. Đường Tuấn và Ninh Đình chung quay đầu, thấy một nhóm người giống như nhân viên anh Ninh vây quanh một nam thanh niên khoảng 28, 29 tuổi bước vào công ty. Người thanh niên có vóc dáng gầy gò, gò má hơi nhô ra, khuôn mặt mang theo vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung. Khi cậu ta bước đi, đầu hơi ngẩng lên, cao cao tại thượng. Người này chính là Kha Kiện Hưng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Phượng Hoàng. Tiểu Trịnh, hai người là ai vậy? Hiện tại công ty đang ở thời điểm quan trọng, cô không thể để cho mấy người nhàn tạp vì tiện vào đây được. Kha Kiện Hưng trầm giọng nói. Cô Lễ Tân vừa định trả lời, Đường Tuấn đã đi về phía Kha Kiện Hưng. Này, chàng trai này, cậu muốn làm gì? Mấy người vệ sĩ thấy vậy, liền muốn đưa tay ra chặn Đường Tuấn lại. Bọn họ vươn tay định nắm lấy bả vai Đường Tuấn, nhưng chỉ thấy đường tuấn nhún vai một cái một âm công truyền ra ngược lại khiến cho bàn tay của mấy nhân viên an ninh đau đớn bọn họ vô thức rụt tay lại anh là kha kiện hưng đường tuấn nhìn kha kiện hưng trong mắt kha kiện hưng lóe lên tia hoảng loạn nhưng cậu ta nhanh chóng giả vờ bình tĩnh nói không sai là tôi anh là ai đường tuấn lắc đầu trong mắt có chút khó hiểu kha kiện hưng chỉ là một người bình thường ngay cả nội công còn không có dựa vào một kẻ hèn nhát như anh ta sao có thể lật đổ tập đoàn phượng hoàng và nhà họ âu dương chắc chắn có ẩn tình gì đó trong này này anh kia tôi đang hỏi anh đấy anh trả lời ngay cho tôi kha kiện hưng thấy bộ dạng không để cậu ta vào mắt của đường tuấn trong lòng cậu ta không khỏi cảm thấy tức giận đúng lúc tôi cũng có lời muốn hỏi anh chúng ta nói chuyện đi đường tuấn khẽ cười vươn tay ra rồi túm lấy bả vai kha kiện hưng kha kiện hưng muốn vùng vẫy nhưng đột nhiên một cơn đau như kim châm muối sát từ bả vai truyền đến, sắc mặt anh ta bỗng trở nên tái nhợt. Anh, Kha Kiện Hưng nghiến răng, nhưng khi cậu ta thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đường Tuấn, bèn không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Hiện tại không biết chủ tịch Kha có thời gian không, chúng ta nói chuyện nhé, Đường Tuấn lãnh đạm nói, nhưng trong lòng anh vẫn có chút tò mò, người bình thường gặp phải tình huống này đã sớm gọi người cứu rồi, nhưng biểu hiện của Kha Kiện Hưng có phần quá bình tĩnh lẽ nào anh ta đã biết Đường Tuấn sẽ đến tìm anh ta? Kha Kiện Hưng gật, chương 345, hai vị, nếu tôi nói thật, các anh sẽ tha cho tôi chứ? Rốt cuộc các anh là ai? Muốn làm gì tôi? Kha Kiện Hưng xoa xoa bả vai đau nhức của mình, hét lên. Âu Dương Hồng Phượng đâu? Lúc này Ninh Đình Trung nóng lòng hỏi. Sắc mặt Kha Kiện Hưng thay đổi, anh ta nghiêm mặt, nói Tổng Giám Đốc Âu Dương đã bị khai trừ vì vi phạm quy định của công ty, hiện tại công ty do tôi tiếp quản. Ninh Đình Trung vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng bị Đường Tuấn ngăn lại. Đường Tuấn ngồi trên ghế sofa nhìn Kha Kiện Hưng, nói, dựa vào bản lĩnh này của anh, mà cũng dám nói sa thải Âu Dương Hồng Phượng. Nói đi, rồi cuộc tập đoàn Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để cho anh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch? Vốn dĩ Kha Kiện Hưng muốn tìm một lý do qua loa để đánh lừa, nhưng cậu ta chợt thấy tay Đường Tuấn gõ nhẹ lên bàn trà gỗ xưa, bàn trà lập tức nứt ra, vết nứt giống như màng nhện, trong chốc lát bao phủ cả mặt bàn. Cao thủ nội công, Kha Kiện Hưng thấy vết nước kinh khủng trên bàn trà, không khỏi thất thanh. Đó là gỗ xưa đấy, hơn nữa còn được gia công đặc biệt, dùng một con dao sắc bén để rạch một kẽ hở trên mặt bàn còn tốn rất khó, huống hồ là sức người. Trong lòng đường Tuấn thầm thốt lên, quả nhiên, Kha Kiện Hưng này vừa bị anh khống chế ở bên ngoài, nhưng lại không vùng vẫy, hiển nhiên là biết một số việc liên quan đến võ thuật, bằng không cậu ta đã sớm hoảng hốt, lo sợ rồi. bây giờ anh vẫn còn muốn tùy tiện kiếm cớ để lừa tôi sao? Đường Tuấn cười nói, sắc mặt Kha Kiện Hưng tái nhợt. một lúc lâu sau cậu ta mới thở dài nói, hai vị, nếu tôi nói thật, các anh sẽ tha cho tôi chứ? mẹ nó, anh mau nói đi. Ninh Đình Chung đá lên người Kha Kiện Hưng, đá đến mức cậu ta loạn choạng ngã xuống đất. lúc này anh ta đang lo lắng cho sự an nguy của Âu Dương Hồng Phương nào có tâm trạng để thương lượng điều kiện với kha kiện hưng chứ lúc này kha kiện hưng mới chậm rãi kể lại mọi chuyện thực ra tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết nửa tháng trước có người đột nhiên đến cửa tìm tôi trong tay bọn họ nắm bằng chứng tôi biển thủ công quỹ bọn họ nói rằng chỉ muốn tôi giúp bọn họ làm một số việc bọn họ không chỉ giúp tôi bù lấp số tiền đó còn để cho tôi làm chủ tịch của công ty đương nhiên tôi không tin nhưng đối phương cũng giống anh cũng là một cao thủ nội công. Cho nên, cho nên anh giúp bọn họ dở trò đánh sập nhà họ Âu Dương. Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh cũng không bất ngờ, với bối cảnh của nhà họ Âu Dương, chỉ có sự nhúng tay của cao thủ nội công mới có thể làm lung lay triệt để nhà họ. Kha Kiện Hưng lắc đầu, nói tôi nào có bản lĩnh đấy chứ. Bọn họ chỉ bảo tôi dùng danh nghĩa của công ty công bố một số tin tức với giới truyền thông. Các giám đốc cấp cao khác của công ty đều bị bọn họ khống chế, tôi đây cũng rất mơ hồ, ngay cả vì sao bản thân có thể ngồi lên vị trí này cũng không biết. Vậy Âu Dương Hồng Phượng và những người khác của nhà họ Âu Dương đâu? Đường Tuấn hỏi. Kha Kiện Hưng nhìn Đường Tuấn, cậu ta lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên câu hỏi này khiến cho cậu ta có chút không dám trả lời. Audio điện tử võ tấn bền. chương 346, chúng ta cứ nghênh ngang bước vào như thế này à? Nói, sắc mặt Đường Tuấn xa sầm xuống, anh lại dùng tay vỗ lên mặt bàn gỗ xưa một lần nữa, vết nứt trên mặt bàn lại lan rộng ra, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Kha Kiện Hưng mới vội vàng nói, nghe nói hôm qua Âu Dương Hồng Phượng đã trở về rồi, nhưng tôi thật sự không biết cô ta đang ở đâu. Còn những giám đốc cấp cao khác của công ty và người nhà họ Âu Dương đều bị nhốt trong một biệt thự của nhà họ Âu Dương ở khu vực ngoại thành. Vậy những người uy hiếp anh cũng ở biệt thự đó sao? Đường Tuấn hỏi tiếp. Kha Kiện Hưng gật đầu, nói đúng vậy mỗi ngày tôi đều phải đến đó báo cáo tình hình của công ty cho bọn họ biết, tạm thời mấy người bọn họ sống ở đó. Được rồi, tôi biết rồi, vậy phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Đường Tuấn đứng dậy, xem ra Âu Dương Hồng Phượng cũng bị bắt rồi, bằng không sao có thể tắt điện thoại. Kha Kiện Hưng muốn từ chối, nhưng Đường Tuấn hoàn toàn không cho phép cậu ta phản kháng, anh dùng một tay nhấc cậu ta lên, giống như đang nhấc một đứa trẻ bước ra ngoài các vệ sĩ và cô lễ Tân đang đứng canh ở cửa công ty thấy thế bèn muốn báo cảnh sát, nhưng những việc kha kiện hưng làm đều là những việc khuất tất, cậu ta còn sợ cảnh sát hơn cả Đường Tuấn, nên vội vàng ngăn cản. Khu vực ngoại thành thành phố Hạ Long. Trước mặt đám người Đường Tuấn là một cái hồ lớn, bên bờ hồ được trồng rất nhiều cây liễu. Gió khẽ thổi qua, mặt hồ nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, phong cảnh tuyệt đẹp. Thấp thoáng giữa bóng cây là một dãy biệt thự lớn sang trọng nằm ở ven hồ. Mỗi căn biệt thự đều chiếm diện tích vô cùng lớn đến 500, 600 mét vuông, mỗi căn đều được sửa sang vô cùng xa hoa, nguy nga tráng lệ. Giữa mỗi căn biệt thự đều cách nhau rất xa, không sợ làm phiền tới không gian riêng của nhau. Người có thể sống ở một nơi có phong cảnh hợp lòng người như vậy, và sống trong những căn biệt thự hoành tráng như vậy, chắc chắn phải là những người giàu có quyền quý thực sự ở Hạ Long. Khu biệt thự Vinper này là do tập đoàn Phượng Hoàng xây dựng, lúc đó chủ tịch Âu Dương đã tự mình để lại vài căn, ông ta nói rằng khi ông ta về hưu dưỡng lão thì có thể đến đây ở. Kha Kiện Hưng giải thích, bình thường nơi này rất ít người, chỉ có vào những ngày nghỉ lễ hay Tết em mờ lịch mới có nhiều người đến đây thôi. Tết em mờ lịch, đường tuấn thở dài, Tết em mờ lịch năm nay, anh không biết mình sẽ ở đâu nữa, ba mẹ và ông đều vắng mặt, nơi nào mới là nhà của anh đây. Đi thôi, đường tuấn đẩy Kha Kiện Hưng. Kha Kiện Hưng xanh mặt, hỏi chúng ta cứ nghênh ngang bước vào như thế này à ninh đình trung nói đường tuấn hay là chúng ta gọi cảnh sát đi để cảnh sát xử lý những chuyện này mặc dù anh ta đang lo lắng cho sự an nguy của âu dương hồng phược nhưng cuối cùng vẫn không quên người bạn đường tuấn này đường tuấn nhìn về hướng một căn biệt thự ở phía xa trên tầng cao nhất của căn biệt thự đó có năm sáu người đang đi tuần tra khóe miệng anh nhếch lên anh mỉm cười, nói, nếu đối phương dám chương 347 các cậu cũng rút đi. Ở đây không cần các cậu nữa. Vừa đến gần biệt thự, con người Kha Kiện Hưng vừa đảo, cậu ta hét to, cậu chủ thông ơi, cứu tôi với. Kha Kiện Hưng vừa hét lên, những người đang tuần tra xung quanh biệt thự vội chạy đến. Các anh chết chắc rồi. Kha Kiện Hưng lạnh lùng nói, ngoan ngoãn đầu hàng đi, cậu chủ thông còn có thể tha cho các anh một mạng. Muốn chết, vẻ mặt đường Tuấn xa sầm xuống, anh dùng tay chặt vào cổ Kha Kiện Hưng, Kha Kiện Hưng lập tức ngất đi. Đường Tuấn, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ninh Đình Trung hỏi. Đi thôi, chúng ta vào trong, những người bên trong đều đã biết chúng ta đến rồi. Ánh mắt đường Tuấn đột nhiên trở nên sắc bén. Vừa rồi, anh nhạy bén cảm nhận được một luồng khí cơ mạnh mẽ tỏa ra từ trong nhà, đó là khí cơ của Tông Sư Võ Đạo. Cho dù Kha Kiện Hưng không hét lên, bọn họ cũng không trốn được. Tránh ra, nhân viên an ninh đang đi tuần tra xung quanh vây lấy hai người Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn vừa trợn mắt, khí thế của tông sư võ đạo lan tỏa ra, những nhân viên an ninh kia cũng không dám tiến lên. Hai người Đường Tuấn và Ninh Đình chung cứ như vậy đi thẳng vào sân của căn biệt thự. Trong sân sớm đã có một ông cụ tóc trắng đứng đợi, ông lão mặc một bộ luyện công màu trắng bạc, khí tức vững chắc nội liếm, ông ta đứng ở đó cho người ta cảm giác không thể lay chuyển, thể hiện võ học thâm hậu của ông ta. Anh đứng xa ra một chút, Đường Tuấn nhỏ giọng nói với Ninh Đình Trung, thần sắc trong mắt tập trung cao độ, ông cụ tóc trắng ở trước mặt đã bước vào cảnh giới của tông sư võ đạo, đối với Đường Tuấn mà nói ông ta là một đối thủ mạnh, anh không thể chắc chắn có thể bảo vệ được Ninh Đình Trung không. Trong lòng Đường Tuấn không hiểu, mặc dù tập đoàn Phượng Hoàng và nhà họ Âu Dương kinh doanh lớn, nhưng còn lâu mới đến mức có thể khiến cho một tông sư võ đạo ra tay. Lẽ nào có ẩn tình gì trong đây? Cẩn thận, ninh đình chung nhỏ giọng nói một tiếng, sau đó lùi ra khỏi sân. Các cậu cũng rút đi, ở đây không cần các cậu nữa, ông cụ tóc trắng nói với những nhân viên an ninh ở bên ngoài sân. Những nhân viên an ninh như được đại xá lập tức rời khỏi biệt thự. Tôi là Thành Chiến, không biết chàng trai trẻ tên là gì. Vì sao lại đột nhiên xông vào đây? Ông già tóc trắng hỏi. Đường Tuấn lạnh lùng nói, nhà họ Âu Dương có chút quan hệ với tôi các ông bắt người của nhà họ âu dương đi đương nhiên tôi phải đến đây để hỏi cho ra lẽ thì ra là thế tuổi tác cậu còn trẻ lại đã vào cảnh giới tông sư con đường võ đạo vô hạn đáng tiếc hôm nay lại phải cắt đứt ở đây rồi thành chiến trầm giọng nói vừa dứt lời thành chiến đã ra tay thân hình của ông ta vừa động chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đường tuấn ông ta vung bàn tay lên vỗ về phía đầu đường tuấn bàn tay của ông ta rất to lớn ở trên bàn tay bị phủ kín bởi vết chai thật dày, hiển nhiên là ông ta luyện võ công loại trường pháp. Cơ thể của đường Tuấn linh hoạt như mèo, né tránh khỏi một trường của thành chiến. Bịch, chương 348 Ninh Đình Trung xảy ra chuyện rồi. Một trường của thành chiến đập lên bàn đá trong sân, lập tức khiến cho cái bàn đá vỡ tan tành, mảnh vỡ rơi đầy xuống đất. Trường lực bậc này nếu như đập vào trên người, thì làm gì còn đường sống. Đại suất bi thủ, trong lòng đường Tuấn hô lên một câu, trước kia lúc anh và bọn người Quách Thịnh Minh và Đinh Mạnh Phúc giao lưu võ học, cũng nghe thấy không ít võ công từ chỗ bọn họ. Mà một trưởng ở trước mặt này của thành chiến, quả thực là giống hệt với, đại suất bi thủ, mà bọn họ nói, chỉ là ngang ngược, hung ác và tàn nhẫn hơn so với miêu tả của bọn người Đinh Mạnh Phúc. Chàng trai trẻ, phản ứng nhanh đấy, nhưng cậu có thể trốn tránh mãi được không? Thành chiến lạnh lùng nói. Thành chiến nói không sai, phòng thủ lâu nhất định sẽ bại. Nhưng Đường Tuấn cũng không định cứ trốn tránh mãi như thế, khoảng thời gian gần đây anh rất để tâm tìm hiểu võ công, vừa hay thông qua trận chiến này với thành chiến có thể kiểm tra thành quả của mình. Bước chân của anh vừa đổi, cơ thể vừa trượt, ra quyền như đại bác đánh thẳng về phía ngực của thành chiến. Đây chính là pháo quyền trong hình ý quyền, cực kỳ ngang ngược và mạnh mẽ. Anh vừa đánh quyền ra, không khí giống như bị đè nén, phát ra một tiếng trầm đục lắng xuống uy lực của một quyền đã không kém hơn bất kỳ vị tông sư võ học nhuyễn nguyễn hình ý quyền lâu năm nào. đánh hay lắm, thành chiến quát lên một tiếng, biến trưởng thành quyền tiến lên nghinh đón. đùng đùng đùng, trong chớp mắt, nắm đấm của hai người giao nhau mười mấy lần, bạo phát ra tiếng vang giống như tiếng pháo nổ. chân khí sao động, thảm cỏ trong sân đều bị thổi bay, lộ ra mặt đất trơ trọi. tạch tạch tạch, thành chiến liên tiếp lùi về sau mấy bước mà cơ thể của Đường Tuấn mới chỉ hơi rung nhẹ, vẻ mặt có chút phiếm đỏ mà thôi. Hậu sinh khả úy, chàng trai trẻ quả nhiên lợi hại, thành chiến nặng nề hít thở, điều chỉnh chân khí và hô hấp trong cơ thể. Cảnh giới của ông ta và Đường Tuấn tranh lệch không lớn, cùng là tông sư, nhưng sức mạnh và thể lực của Đường Tuấn đang chính là thời kỳ đỉnh cao trong một đời người, thành chiến đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Nhưng cậu muốn đánh bại tôi, không có dễ dàng như thế đâu ánh mắt của thành chiến sắc bén, đưa ra kết luận. Ông ta thừa nhận đường tuấn mạnh hơn ông ta, nhưng cũng có giới hạn, muốn đánh bại ông ta trong thời gian ngắn gần như là chuyện không thể xảy ra. Đoàn! Chính vào lúc này, tầng 3 biệt thự đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng. A, a, a. Sau tiếng súng, lại truyền đến một hồi tiếng hét chói tai của con gái, trong tiếng hét lộ ra sự hoang mang và sợ hãi. Âu Dương Hồng Phượng, Đường Tuấn nhận ra giọng này. Ninh Đình Trung, anh làm sao thế? Sau đó, giọng nói hoảng loạn sợ hãi của Âu Dương Hồng Phượng lại truyền đến tai Đường Tuấn một lần nữa. Ninh Đình Trung xảy ra chuyện rồi? Chương 349, chuyện gì thế này? Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi, lập tức muốn chạy lên trên tầng. Thậm chí Ninh Đình Trung lên tầng 3 như thế nào, ở cùng một chỗ với Âu Dương Hồng Phượng như thế nào, anh vốn không suy nghĩ đến. Chàng trai trẻ, muốn đi lên trên thì phải đánh bại tôi trước đã. Thành Chiến chắn ngang trước mặt Đường Tuấn. "Ông Thành, nhanh chóng giải quyết thằng nhóc đó đi. Ôi trời ạ, à, đám nhân viên an ninh kia làm ăn kiểu gì thế không biết, vậy mà còn để người lên đây." "Thật đen đủi." Lúc này, tầng 3 biệt thự lộ ra một cái đầu, quát to về phía Thành Chiến. "Thành Chiến đang ở ngay trước mặt, Đường Tuấn không dám ngẩng đầu nhìn bộ dạng của người vừa nói chuyện. Nhưng có lẽ vừa rồi chính là anh ta bắn súng." Thành Chiến vật nhẹ đầu, coi như trả lời anh bạn nhỏ nhanh chóng rời khỏi đây đi như thế cậu mới còn có một con đường sống chuyện ở đây không phải là chuyện mà cậu có thể tham dự đâu thành chiến nói ông tránh ra vẻ mặt của đường tuấn u ám lạnh lùng nói ra mấy chữ tôi đã cảnh báo cậu rồi đừng có mà không biết tốt xấu vẻ mặt của thành chiến cũng không được tốt đường tuấn không nhiều lời bả vai vừa động cả người giống như một chiếc xe việt giã phóng vút đâm về phía thành chiến đây chính là Thiết Sơn khóa trong Bát Cực Quyền. Ha ha, Thành Chiến cười lạnh, trong mắt dần lộ ra ý nghĩ lạnh lùng. Ông ta vừa định ra tay, lại phát hiện tay chân của mình hoàn toàn không thể cử động nổi, thậm chí đến cả chân khí ở trong cơ thể cũng không chịu sự khống chế của ông ta, ông ta bắt đầu trở nên rối loạn. Chuyện gì thế này? Trong đầu của Thành Chiến vừa xuất hiện ra suy nghĩ này, vai của Đường Tuấn đã va vào lồng ngực của ông ta. Sức mạnh kinh khủng thật không quá chút nào khi so sánh như va chạm chính diện với chiếc xe Việt dã hất bay thành chiến ra ngoài. Lúc bị hất lên giữa không chung, ánh mắt của thành chiến vừa lúc xẹt qua kính thủy tinh trên cửa sổ, nhìn thấy chỗ xương sống sau lưng của mình không biết từ lúc nào mà đã cắm hai cây châm bạc. Vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, đột nhiên nhớ đến lúc đánh nhau vừa nãy, mình cảm thấy chỗ ở cổ giống như bị mũi đốt hai phát. Lúc đó ông ta không để ý, bây giờ nhớ lại, có lẽ từ lúc đó châm bạc đã cắm vào người ông ta. Rầm rầm rầm, một số bàn ghế đồ dùng gia đình bày trong sân bị thành chiến va vào vỡ ra đầy đất, ngực của ông ta thì lại lõm vào một chút, nhìn có vẻ rất kinh khủng. Phụt, thành chiến phun luôn ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đã không còn huyết sắc, nhìn người có vẻ cực kỳ thảm hại. Đường Tuấn không thèm liếc mắt nhìn thành chiến một cái, chạy thẳng luôn vào trong phòng. Tốc độ của anh rất nhanh, một bước chân bước bảy, tám bậc thang. Mười mấy giây sau, đã xuất hiện trong căn phòng ở tầng 3. Này, anh đừng có qua đây, còn đi tiếp, ông đây sẽ đánh chết hai người bọn nó, ở trong phòng, một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi, trên tay cầm một cây súng, họng súng đen ngòm đang chĩa trương 350 cánh tay của anh ta sẽ không được bình thường nữa. Người đàn ông nở nụ cười khinh miệt, giống như đã nắm chắc được Đường Tuấn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn một lúc, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc, Đường Tuấn Sao lại là anh, không phải anh đã chết rồi sao?" Đường Tuấn sững sờ tại chỗ, anh vốn không quen biết người đàn ông trước mặt này, nhưng người đàn ông này lại nhận ra anh, hơn nữa trong lời nói dường như biết rất rõ về anh. Người đàn ông đột nhiên bật cười, nói: "Ha ha ha. Cũng tốt, nếu như anh đã không chết, vậy thì vừa hay để tôi tiến anh đi chết luôn." Ái chà, nếu như Đường Quang Hòa biết tôi giải quyết tai họa trong lòng này cho ông ta, thì sợ là còn không biết cảm ơn tôi như thế nào đâu. Đường Tuấn nghe thấy tên của đường Quang Hòa, con người co rụt lại, xem ra chắc hẳn người đàn ông này có quan hệ không tầm thường với đường Quang Hòa. Vừa dứt lời, người đàn ông giơ súng lên, chĩa thẳng về phía đường Tuấn, khóe miệng cậu ta nhếch lên, món tay muốn bóp cò. Cảnh tượng, viên đạn bắn vào người đường Tuấn khiến máu bắn tung tóe, đã không xảy ra, người đàn ông đang định bóp cò thì thấy đường Tuấn di chuyển và xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Sau đó, anh ta cảm thấy một cơn đau nhói từ cánh tay phải của mình, khẩu súng lục màu đen rơi xuống đất. Cả cánh tay của người đàn ông bị bẻ quạt một góc 90 độ, trông rất đáng sợ. Người đàn ông đột nhiên hét lên thảm thiết, a, "A a a". Vừa rồi, Đường Tuấn cũng không hề nhẹ tay, đánh thẳng vào khớp xương của anh ta, chặt đứt cánh tay của anh ta. Người đàn ông đang giấy dụa trên mặt đất muốn nhặt khẩu súng lục lên, nhưng lại bị Đường Tuấn đá một phát vào bụng, cơ thể nặng nề đập vào bức tường trong cơn đau dữ dội, anh ta đã ngất đi ngay lập tức. Đường Tuấn, làm ơn hãy giúp đỡ Ninh Đình Trung. Âu Dương Phượng Hồng khôi phục chút sức lực, chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy, cố gắng bỏ đến bên người Ninh Đình Trung. Quần áo sộc sạch, lộ ra cả vùng da thịt trắng mịn, nhưng cô ta không quan tâm. Vừa rồi, người đàn ông đó muốn gạ gấm cô, nếu như Ninh Đình Trung không đến thì giờ cô ta đã không giữ được sự trong sạch nữa rồi. Đường Tuấn ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Đình Trung, trước tiên dùng cây ngân châm cầm máu cho ninh đình trung sau đó lấy viên đạn ra để khâu lại vết thương anh ấy không sao chứ âu dương phượng hồng nắm lấy cánh tay ninh đình trung lo lắng hỏi sắc mặt ninh đình trung tái nhợt có vẻ không được tốt lắm đường tuấn lắc đầu thở dài tôi đã giúp anh ta giữ lại mạng sống nhưng sau này cánh tay của anh ta sẽ không được bình thường nữa sau đó đường tuấn đứng dậy cơ thể của âu dương phượng hồng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nguyên nhân khiến cô ta cảm thấy đau nhức và yếu ớt là do cô ta bị đánh thuốc mê cô ta là một cao thủ nội công có thể chất tốt hơn người bình thường sẽ sớm bình phục nghe thấy đường tuấn nói như vậy sắc mặt của âu dương phượng hồng đột nhiên tái nhợt cô ta cắn chặt môi không để cho mình khóc là do tôi đã hại anh ấy nếu tôi không cho anh ấy hy vọng thì anh ấy đã không đi theo đến đây khi cô ta nghĩ đến cảnh cánh tay phải của ninh đình trung sẽ không còn linh hoạt như trước trong lòng cô ta tràn đầy tội lỗi Đường Tuấn khẽ thở dài, trong lòng thầm nói, lão mập, tôi chỉ có thể giúp anh như vậy thôi. Thật ra cơ thể Ninh Đình Trung không bị gì nghiêm trọng, trên tay phải cũng không có di chứng gì. Sở dĩ Đường Tuấn làm như vậy chỉ là muốn xem Âu Dương Phượng Hồng nghĩ gì về Ninh Đình Trung, nhìn tình hình hiện tại, nỗ lực và cố gắng của Ninh Đình Trung đã không vô ích. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 350.